Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Thì rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở tiết học tiếp theo của tuần 22. Thì trước khi vào bài mới thì chúng ta cùng kiểm tra lại kiến thức đã học ở tiết trước. Câu hỏi kiểm tra bài cũ như sau. Em hãy hoàn thiện sơ đồ tư duy các khu vực địa hình của Bắc Mỹ. Và đây chính là câu hỏi mà ở tiết học trước cô đã yêu cầu các em về nhà làm bài. Thì hôm nay chúng ta cùng hoàn thiện ở trên lớp. Và cô hy vọng rằng tất cả chúng ta đã có sự chuẩn bị bài ở nhà. Thế thì hôm nay cô mời các em theo dõi cái đáp án của cô xem thử chúng ta chuẩn bị bài đúng chưa nhé. Khu vực Bắc Mỹ có 3 khu vực địa hình. Phía Tây đó chính là miền núi trẻ Cốc Đi E, nơi có nhiều loài khoáng sản. Ở giữa là miền đồng bằng trung tâm, nơi có dạng địa hình lòng máng, có nhiều hồ lớn và nhiều sông dài. Và phía đông là miền núi già và sơn nguyên, đây cũng là nơi tập trung nhiều loài khoáng sản. Thì như vậy đây là cái đáp án cơ bản về các khu vực địa hình của Bắc Mỹ. Thì cô mong rằng là các em sẽ tự mình bổ sung thêm những cái nội dung chi tiết hơn để tạo thành một cái câu trả lời hoàn chỉnh. Như vậy ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu về thiên nhiên của khu vực Bắc Mỹ. Và hôm nay thì chúng ta lại vẫn tiếp tục tìm hiểu về khu vực Bắc Mỹ ở những cái nội dung tiếp theo. Cô mời các em cùng sang bài học mới. Bài 37, dân cư Bắc Mỹ. Thì trong bài học hôm nay chúng ta cũng cần đạt được những yêu cầu như sau. Thứ nhất là chúng ta phải biết được sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ và giải thích được ở cái mức độ đơn giản nguyên nhân của sự phân bố đó. Thứ hai là chúng ta phải biết được một số đặc điểm về đô thị hóa ở Bắc Mỹ. Và chúng ta cũng ghi những cái phần màu chữ màu đỏ in nghiêng vào trong vở để chúng ta học bài. Thì trước hết cô mời các em quan sát cho cô cái lược đồ các nước ở trong Mỹ để biết được khu vực Bắc Mỹ bao gồm những quốc gia nào. Thứ nhất đó là Canada, phần màu xanh các em, lãnh thổ có màu xanh. Thứ hai là Bắc Mỹ có Hoa Kỳ, là quốc gia được có cái phần lãnh thổ màu hồng này này. Đây. Và thứ ba là Mexico, quốc gia có là phần lãnh thổ màu vàng. Như vậy khu vực Bắc Mỹ gồm 3 quốc gia: Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Chúng ta đi vào mục 1, sự phân bố dân cư. Cô mời các em quan sát bảng số liệu. Đây là bảng số liệu dân cư, dân số của Bắc Mỹ thống kê qua các năm. Như vậy các em quan sát bảng số liệu, các em sẽ thấy số dân của Bắc Mỹ có sự tăng lên. Vậy thì sự tăng lên của dân số là do đâu? Như chúng ta đã biết, dân số tăng thứ nhất đó là do gia tăng tự nhiên. Và thứ hai là có thể là do gia tăng cơ giới. Thế thì với số dân của Bắc Mỹ tăng lên hàng năm như vậy, thì đây là khu vực có tỷ lệ gia tăng như thế nào? Các em quan sát cho cô. Theo thống kê, thì cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm ở Bắc Mỹ thống kê trong cái giai đoạn 2001-2003 là trung bình là từ 0,5 đến 0,9%. Trong khi đó thì cùng thời kỳ thì Bắc Mỹ có tỷ lệ gia tăng cơ giới lên đến 1,5 đến 1,9%. Như vậy, với cái tỷ lệ gia tăng này thì ta sự so sánh với các châu lục khác xem thử là tỷ lệ gia tăng đó của Bắc Mỹ cao hay thấp. Thì đây là cái bảng tỷ lệ gia tăng tự nhiên hàng năm của một số châu lục và của thế giới thống kê năm 2002. Thì các em quan sát bảng số liệu các em sẽ thấy này. Mức tăng trung bình của thế giới là 1,3%. Thì so với mức tăng của thế giới thì ta thấy là mức tăng của mức gia tăng dân số tự nhiên của Bắc Mỹ là thấp hơn. Và so với các châu lục khác thì ta thấy chỉ trừ châu Âu là châu lục có tỷ lệ thấp hơn Bắc Mỹ. Còn lại so với các châu lục khác thì Bắc Mỹ có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm thấp hơn. Trong khi đó thì tỷ lệ gia tăng dân số cơ giới của Bắc Mỹ là 1,9%. Rồi tiếp theo cô mời các em quan sát. Còn đây là bảng mật độ dân số của thế giới, rồi của Việt Nam và của Bắc Mỹ thống kê năm 2019.
thì ở thời điểm năm 2019, mật độ dân số trung bình của toàn thế giới là 58 người trên km vuông. Còn ở Việt Nam là 290 người. Còn ở Bắc Mỹ là bao nhiêu? À, là chỉ có 23 người trên km vuông. Như vậy so với thế giới thì mật độ dân số trung bình của Bắc Mỹ thấp hơn, đúng không Kem? Chưa bằng 1 phần 2. Còn so với Việt Nam thì Kem thấy là mật độ dân số của Bắc Mỹ rất là thấp. Và Việt Nam ta là một quốc gia có mật độ dân số rất là cao. Thế thì qua những cái bảng số liệu mà chúng ta đã quan sát thì chúng ta có kết luận gì về tình hình gia tăng dân số của Bắc Mỹ? Thì chúng ta sẽ kết luận như sau. Dân số của Bắc Mỹ tăng chậm và chủ yếu là tăng cơ giới. Và chúng ta cũng ghi nhận được là năm 2001, dân số của Bắc Mỹ chỉ đạt 415,1 triệu người và có mật độ dân số là 20 người trên km vuông. Rồi bây giờ cô mời các em quan sát tiếp cái lược đồ phân bố dân cư và đô thị của Bắc Mỹ. Thì các em quan sát cho cô, trước hết là quan sát cái bảng chú giải để hiểu được những cái thông tin trên lược đồ. Đây là lược đồ phân bố dân cư. Thì để thể hiện sự phân bố dân cư thì người ta thể hiện bằng cái mật độ dân số. Và mật độ dân số trên lược đồ được thể hiện bằng mảng màu. Các em quan sát cho cô vào bảng chú giải. Đây các em. Màu trắng là thể hiện mật độ dân số dưới 1 người trên 1 km vuông. Màu vàng nhạt là thể hiện mật độ dân số dưới từ 1 đến 10 người trên km vuông. Màu vàng là thể hiện mật độ dân số từ 11 đến 50 người trên km vuông. Và tiếp theo là màu hồng là 51 người đến 100 người trên km vuông. Còn màu tím là trên 100 người trên km vuông. Còn các cái chấm màu đỏ, màu vàng, màu xanh là thể hiện các đô thị với những cái số dân tương ứng. Thế thì để ghi nhận được cái sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ thì chúng ta sẽ thống kê những cái thông tin lên một cái bảng số liệu, bảng thống kê cho cô như sau. Chúng ta sẽ thống kê các cái vùng phân bố dân cư theo các cái mức là mức độ về mật độ dân số như sau. Đó. Và đồng thời chúng ta sẽ giải thích được một cách là đơn giản nhất tại sao lại có sự phân bố dân cư như vậy. Thì bây giờ chúng ta cùng làm. Rồi các em quan sát lược đồ. Thứ nhất là chúng ta sẽ là tìm về xác định cái vùng có mật độ dân số dưới 1 người trên km vuông. Thì trên lược đồ, cái mật độ dưới 1 người trên 1 km vuông được thể hiện bằng màu trắng. Và chúng ta thấy ở đây, đây chính là cái khu vực có mật độ dưới 1 người trên km vuông. Khu vực này là ở đâu đây? Đó chính là cái bán đảo Alaska. Bán đảo Alaska. Đây là phần lãnh thổ phía Bắc của Canada và vùng quần đảo nằm trong Bắc Băng Dương. Đó, như vậy, khu vực phân bố chính là bán đảo Alaska, Bắc Canada. Thế thì chúng ta giải thích như thế nào về mật độ dân số của khu vực này? Đây là khu vực có mật độ dân số thấp nhất. Về nguyên nhân vì đâu các em? Thì như tiết học trước chúng ta đã biết, khu vực phía Bắc của Bắc Mỹ là khu vực có gì các em? Có khí hậu cực kỳ là giá lạnh. Và đây chính là cái nguyên nhân làm cho mật độ dân số của khu vực này rất là thấp. Đó là nguyên nhân. Rồi, tiếp theo là khu vực có mật độ từ 1 đến 10 người trên km vuông. Rồi, chúng ta quan sát lược đồ, chúng ta xác định được đây chính là khu vực có mật độ dân số từ 1 đến 10 km vuông. Vậy khu vực này là ở đâu? Đây chính là khu vực nằm phía tây của Bắc Mỹ và cũng là nơi có hệ thống núi trẻ Cốc Đĩa E chạy qua. Đúng không các em? Đó, là phía tây thuộc hệ thống Cốc Đĩa E. Vậy thì giải thích vì sao khu vực này cũng có mật độ dân số thấp như vậy? Chỉ từ 1 đến 10 người trên km vuông. Thì câu trả lời chính là đây chính là do cái khu vực này có địa hình núi trẻ rất là hiểm trở. Đồng thời khí hậu ở đây cũng rất là khắc nghiệt. Cho nên đã làm cho mật độ dân số ở đây rất là thấp. Rồi tiếp theo. Khu vực dưới từ 11 đến 50 người. 11 đến 50 người là khu vực có màu vàng. Ở đâu các em? Đây.
Đây chính là khu vực có mật độ từ 11 đến 50 người. Phân bố ở đâu đây? Phân bố ở ven rìa, ven biển Thái Bình Dương, ven Đại Dương Thái Bình Dương. Đó, là nơi có cái dải đồng bằng hẹp nằm ven Thái Bình Dương. Thế thì tại sao ở đây nó cũng là nằm ở phía Tây nơi có hệ thống cốc đế e? Chỉ là một cái dải đồng bằng nhỏ hẹp dưới chân núi thôi nhưng mật độ dân số lại cao hơn. Thì cái nguyên nhân chính là do đây là cái khu vực nằm ven biển cho nên là có khí hậu ấm và ẩm hơn. À, xin lỗi, khí hậu ẩm hơn, mưa nhiều cho nên là mật độ dân số cao hơn. Tiếp theo, khu vực có mật độ dân số từ 51 đến 100 người là khu vực có thể hiện bằng màu hồng. Chính là ở đây các em. Đây và đây nữa. Thì đây là ở đâu? Đây chính là khu vực phía đông của lãnh thổ Hoa Kỳ, phía đông của Hoa Kỳ và lãnh thổ của Mexico. Phía đông Hoa Kỳ và Mexico. Tiếp theo, khu vực có mật độ trên 100 người trên km vuông chính là khu vực màu tím, nằm ở đâu đây các em? À, đây chính là cái khu vực mà nằm ven phía nam của cái, các em nhìn kỹ, các em sẽ thấy đây là nằm phía nam của cái vùng hồ lớn, phía nam vùng hồ lớn và ven Đại Tây Dương. Thì đây là hai, đây chính là hai khu vực có mật độ dân số cao nhất của Bắc Mỹ. Vậy thì giải thích vì sao đây lại là khu vực có mật độ dân số cao nhất? Thì về mặt tự nhiên, đây là khu vực có địa hình tương đối thấp và bằng phẳng, chính là vùng đồng bằng trung tâm và miền núi già và sơn nguyên, cho nên là địa hình tương đối thấp bằng phẳng. Lại nằm ven các cái hồ lớn, nằm ven đại dương, những cái điều kiện đó rất thuận lợi để cho dân cư là đi lại, giao thương, phát triển kinh tế nông nghiệp. Do đó mà từ sớm ở đây dân cư đã tập trung đông đúc, rồi từ đấy công nghiệp cũng phát triển theo, thương mại phát triển theo, và nhiều cái vùng công nghiệp, nhiều hải cảng lớn đã phát triển ở đây. Những cái điều đó làm cho càng ngày dân cư của khu vực càng tập trung nhiều hơn ở đây. Đó là nguyên nhân. Vậy thì qua cái kết quả chúng ta đã xác định và phân và giải thích thì chúng ta có nhận xét gì về sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ? Rồi chúng ta cập nhật vào cho cô. Thì cái nhận xét của chúng ta rõ ràng đó là dân cư của Bắc Mỹ phân bố rất không đồng đều. Rất không đồng đều, đúng không các em? Và cái nơi thưa nhất, thưa thớt nhất ở Bắc Mỹ đó chính là phía Bắc thuộc lãnh thổ Canada, và phía Tây của khu vực chính là nơi có hệ thống cốc đế e. Còn nơi có dân cư đông đúc nhất đó chính là vùng phía Nam Hồ Lớn và ven biển phía Đông Bắc của Hoa Kỳ. Chúng ta cập nhật thông tin vào trong vở. Thế thì với cái sự phân bố dân cư không đồng đều như vậy, nó sẽ đưa đến những cái hệ lụy gì? Chúng ta phải biết được cái sự phân bố dân cư, nhưng đồng thời chúng ta phải hiểu được cái sự phân bố như vậy nó sẽ đưa đến những cái hệ lụy gì. Thì chúng ta đã từng biết về cái sự phân bố dân cư ở trên thế giới, về đặc điểm dân số của thế giới, và chúng ta đã biết được ở những khu vực mà có dân số đông thì nó thường đưa đến những cái hệ lụy gì các em nhỉ? Đó là dân số đông sẽ làm cho môi trường rất dễ bị tác động, nào là bị ô nhiễm, nào là tài nguyên bị khai thác quá mức làm cạn kiệt tài nguyên, rồi về mặt xã hội thì sẽ thường xảy ra những cái vấn đề như là thất nghiệp, là tệ nạn xã hội, là ùn tắc giao thông, thiếu việc làm, vân vân. Thì đó là những cái hệ lụy do sự phân bố dân cư không đồng đều, và đặc biệt là những cái vùng đông dân cư. Thế thì trước những cái vấn đề về phân bố như vậy thì ngày nay dân cư ở Hoa Kỳ và ở khu vực Bắc Mỹ là đã có những cái thay đổi như thế nào? Thì trên thực tế hiện nay là dân cư ở Bắc Mỹ đã có những cái thay đổi rất là lớn. Một bộ phận dân cư của Bắc Mỹ, người ta đã có sự di chuyển từ vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ này các em này. Nơi vùng Đông Bắc nơi có mật độ dân số cao, người ta đã di chuyển về phía Tây ven phía Thái Bình Dương,
và di chuyển xuống phía Nam để làm giảm bớt cái mật độ dân số, làm giảm bớt những cái áp lực về dân số cho môi trường, cho xã hội. Kem cập nhật thông tin vào trong gửi cho cô. Hiện nay, một bộ phận dân cư Hoa Kỳ đã di chuyển từ vùng Đông Bắc sang phía Tây và phía Nam. Rồi chúng ta sang mục 2, đặc điểm đô thị. Mời kem quan sát bảng số liệu. Đây là bảng tỷ lệ dân thành thị của một số châu lục và thế giới thống kê năm 2001. Kem quan sát cho cô. Như vậy, qua bảng thống kê thì chúng ta thấy rất rõ là Bắc Mỹ là khu vực có cái tỷ lệ dân thành thị cao nhất, đúng không em? Đây, có tỷ lệ dân thành thị cao nhất so với các châu lục cũng như là so với toàn thế giới thì Bắc Mỹ có tỷ lệ dân thành thị cao nhất. Và chúng ta có thể kết luận luôn đó là dân số thành thị cao chiếm tới 76% dân số. Kem quan sát cho cô bảng lược đồ hình 37.1. Nêu tên và chỉ trên lược đồ các đô thị trên 10 triệu dân, từ 5 đến 10 triệu dân, từ 3 đến 5 triệu dân. Thì kem quan sát bảng cho cô, quan sát lược đồ và xác định cho cô. Vậy thì qua quan sát xác định trên lược đồ thì chúng ta nhận xét gì về sự phát triển và phân bố đô thị ở Bắc Mỹ? Thì chúng ta có thể nói rằng là Bắc Mỹ là một cái khu vực có cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh, đúng không em? Rất là nhanh. Cái tỷ lệ dân số sống ở thành thị đã nói lên điều đó. Ngoài ra thì chúng ta còn nhớ lại cái lịch sử hình thành và phát triển của châu Mỹ nói chung và Bắc Mỹ nói riêng. Thì chúng ta còn nhớ rằng là người ta mới phát hiện ra châu Mỹ vào thế kỷ thứ mấy? Vào thế kỷ thứ 15. Và sau đó sang thế kỷ thứ 16 thì các cái luồng dân cư từ các châu lục khác mới ồ ạt là di cư đến châu Mỹ. Và cũng từ đó, tức là từ thế kỷ 16 thì các đô thị mới bắt đầu hình thành và xuất hiện ở châu Mỹ. Trong khi đó chúng ta đã biết các châu lục khác trên thế giới như là châu Âu này, châu Á này, châu Phi là những châu lục già cỗi. Dân cư, lịch sử dân cư đã hình thành từ rất lâu, phải nói là từ trước công nguyên hoặc là sau công nguyên không lâu. Kéo theo đó thì các cái đô thị cổ ở các châu lục này cũng đã được hình thành từ rất sớm, từ thậm chí là trước công nguyên hoặc là sau công nguyên chỉ một hai thế kỷ thôi. Và như vậy, xét về mặt thời gian thì chúng ta thấy rằng là so với các châu lục khác thì châu Mỹ có cái thời gian để hình thành và phát triển đô thị còn rất là ngắn, rất ít, chỉ mới từ thế kỷ 16 trở lại đây. Như vậy là mới chỉ có trải qua chưa đầy 5 thế kỷ, đúng không em? Thế nhưng mà từ cái tỷ lệ dân cư thành thị là 0% thì bây giờ châu Mỹ nói chung và Bắc Mỹ nói riêng đã lên đến 76%, tỷ lệ cao nhất thế giới. Trong khi các châu lục khác thì đã hình thành đô thị từ rất sớm, nhưng hiện nay châu lục cao nhất thì cũng chỉ đạt đến 65% như ở châu Âu, còn mức chung của toàn thế giới là 50%, ở châu Á chỉ mới 33% thôi. Như vậy ta có thể kết luận rằng là Bắc Mỹ là cái khu vực có cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh, và đặc biệt là Hoa Kỳ. Đặc biệt Hoa Kỳ, các em nhìn trên lược đồ các em sẽ thấy Hoa Kỳ là cái quốc gia mà có rất nhiều các đô thị lớn tập trung ở đây, đặc biệt là vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ. Đó. Về mặt phân bố thì ta đã thấy các đô thị của Bắc Mỹ chủ yếu là tập trung ở ven biển phía Nam Hồ Lớn. Còn đi sâu vào trong nội địa, đây thì là rất là thưa thớt. Đó. Rồi bây giờ kém quan sát lược đồ và chúng ta cùng xác định trên lược đồ các siêu đô thị nối từ Boston đến Washington và từ Chicago đến Montreal nhé. Đây, kem quan sát lược đồ cho cô. Từ Boston đến Washington
Đây các em. Từ Boston đến Washington, các em sẽ nhìn thấy một cái chuỗi các đô thị rất là lớn. Đô thị 5 đến 10 triệu dân, đô thị trên 10 triệu dân, đô thị 3 đến 5 triệu dân tạo thành một cái chuỗi. Còn từ Chicago đến Montreal, đây các em nhìn cho cô này. Từ Chicago đây đến Montreal, nó cũng lại tạo thành một cái chuỗi đô thị lớn kéo dài, tạo thành một cái chuỗi đô thị lớn kéo dài. Như vậy các em thấy là trên lãnh thổ Hoa Kỳ, tập trung ở vùng Đông Bắc này, có rất nhiều các đô thị lớn, các siêu đô thị, các đô thị lớn. Đấy. Mời các em quan sát một số hình ảnh của các đô thị lớn ở Bắc Mỹ, ở Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh thành phố New York, thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Một thành phố rất là phồn hoa, tráng lệ, hiện đại. Tiếp theo đây là thành phố Mexico City, cũng rất là tráng lệ, rất là hiện đại. Còn đây là thành phố Los Angeles, một thành phố nằm ở bờ phía tây của Hoa Kỳ các em nha, bờ phía tây của dãy Cordillera ven bờ Thái Bình Dương. Nhưng đây cũng là một cái thành phố rất là đẹp, rất là phát triển. Như vậy thì sự phát triển của đô thị chính là cái dấu hiệu tích cực của sự phát triển kinh tế. Điều đó là chúng ta phải thừa nhận. Chúng ta đã biết rồi, kinh tế phát triển thì đô thị phát triển. Và sự phát triển của đô thị đó chính là biểu hiện của sự phát triển của kinh tế. Đó là dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, sự phát triển của đô thị thì có đưa đến những cái hệ lụy gì hay không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu cho cô. Mời các em quan sát một số hình ảnh. Đây là hình ảnh các cái cột khói ở các đô thị của Bắc Mỹ, cột khói của nhà máy, của các khu công nghiệp ở đô thị Bắc Mỹ. Cái hình ảnh này thì cho chúng ta liên hệ ngay đến cái vấn đề gì các em? Đó chính là vấn đề ô nhiễm không khí. Rồi tiếp theo, đây cũng là một cái hình ảnh tương tự. Theo thống kê người ta tính toán được thì lượng khí thải độc hại bình quân đầu người ở Hoa Kỳ đó là 20 tấn trên một người một năm, tính được ở cái thời điểm năm 2000 đấy các em. Một con số rất là khủng khiếp. Chúng ta không nghĩ rằng là cái bầu không khí ở trên đầu chúng ta, mà mỗi con người của chúng ta nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng, thì mỗi con người hàng năm phải đổi trên đầu một cái lượng khí độc hại lên tới 20 tấn. Nó rất là khủng khiếp các em. Rồi tiếp theo, đây cũng là một trong những cái hệ lụy của sự phát triển đô thị quá nhanh. Mặc dù đô thị là phát triển, nó thể hiện cái bề mặt ngoài ta nhìn thấy, đó là những nhà máy chọc trời, những tòa nhà chọc trời, nhà máy san sát nhau, sự tráng lệ, sự phồn thịnh. Nhưng bên cạnh đó, nó còn có những cái mặt trái. Đó là một cái tỷ lệ người thất nghiệp, nghèo đói vẫn luôn luôn đồng hành với các cái đô thị các em. Thiếu việc làm, nghèo đói luôn luôn đồng hành với các đô thị, dù đó là đô thị lớn nhất của Hoa Kỳ như là New York, như là Washington, thì vẫn luôn luôn có một cái tỷ lệ người thất nghiệp, nghèo đói như vậy. Và theo thống kê thì chính New York, thành phố phồn hoa nhất, đô thị nhất của nước Mỹ, lại là cái thành phố mà có số lượng người thất nghiệp, số lượng người vô gia cư nhiều nhất của Hoa Kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp tính được ở Hoa Kỳ năm 2014 là 1,6%, một tỷ lệ tương đối cao với một quốc gia có nền kinh tế đứng đầu thế giới. Còn đây là hình ảnh khác, một cái hệ lụy khác nữa của vấn đề phát triển đô thị, các em nhìn thấy rất rõ, đó là hiện tượng ùn tắc giao thông. Như vậy, trước khi thực trạng về vấn đề đô thị như vậy thì ngày nay vấn đề phân bố và phát triển ở đô thị, phát triển đô thị ở Bắc Mỹ có gì thay đổi? Cô mời các em quan sát cho cô hình ảnh sau đây. Đây lại là một cái hình ảnh rất là khác biệt với những hình ảnh mà chúng ta đã quan sát lúc nãy.
Đây là một cái khu đô thị công nghiệp xanh. Các em nhìn thấy cái khu đô thị công nghiệp xanh này có gì khác với những cái khu đô thị công nghiệp là truyền thống của Hoa Kỳ mà chúng ta đã quan sát ở lúc nãy, thì có gì khác em nào? Cái sự khác biệt mà chúng ta thấy rõ nét nhất ở đây đó chính là các nhà máy, các xí nghiệp được xây dựng khá là cái mật độ thưa ra xen kẽ giữa các cái khu, các cái nhà máy, các cái cơ sở công nghiệp, đó chính là gì đó các em? Đó chính là các cái mạng cây xanh. Các mạng cây xanh. Đấy. Mục đích của cái việc là hình thành các cái mạng cây xanh này là để làm gì thì chắc chắn là chúng ta đã biết rồi, tác dụng của cây xanh, đúng không nào? Và thêm nữa, nhìn xa ra thì chúng ta sẽ thấy một cái sự khác biệt. Đó chính là cái khu đô thị công nghiệp xanh này các em này, nó được xây dựng tách biệt ra, xây dựng ra bên ngoài cái khu dân cư. Các em nhìn thấy đây, khu dân cư thì nó nằm ở phía xa, tức là nó nằm tách biệt ra. Còn cái khu đô thị xanh này là nó được xây dựng ra bên rìa bên ngoài, ta gọi là vùng ngoại ô của thành phố. Đấy. Thì qua cái hình ảnh này cho chúng ta thấy được rằng, biết được rằng ngày nay để giảm bớt những cái áp lực về vấn đề môi trường, về vấn đề xã hội ở các đô thị lớn, ở các cái khu đô thị cũ, thì cái xu hướng phân bố và phát triển đô thị cũng như là phát triển công nghiệp ở các nước Bắc Mỹ nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng, đó là người ta có xu hướng là xây dựng các khu đô thị mới, tách xa các khu đô thị cũ là thứ nhất. Thứ hai là các khu công nghiệp ở các khu đô thị cũng được xây dựng cách biệt khu dân cư. Và một cái xu hướng khác nữa, đó là ngày nay các đô thị mới thì đang có xu hướng là người ta đang có xu hướng là chuyển dịch về phía Nam và phía Tây của lãnh thổ, nơi mà dân cư còn thưa thớt, lãnh thổ còn rộng rãi. Đó. Rồi các em ghi nhận cho cô. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong về đặc điểm phân bố dân cư, đặc điểm về đô thị của Bắc Mỹ. Thì bây giờ để xem thử là chúng ta nắm bài có chắc chưa, thì cô mời các em cùng làm một số câu hỏi để củng cố lại bài. Câu hỏi bài tập thứ nhất, là ở đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất. Câu 1. Đây là vùng tập trung dân cư đông đúc nhất ở Bắc Mỹ. A là Đông Hoa Kỳ, B Duyên Hải Thái Bình Dương, C phía Tây Hoa Kỳ, D ven biển Mexico. Vậy theo các em, khu vực tập trung đông dân cư nhất ở Bắc Mỹ là ở đâu? Chúng ta cùng xem đáp án nha. Đó chính là khu vực phía đông của Hoa Kỳ, đúng không các em? Rồi, mời các em chúng ta sang câu hỏi số 2. Câu hỏi thứ hai. Phía Tây Hoa Kỳ là nơi có mật độ dân số thấp là do A. Núi cao hiểm trở và khí hậu khô hạn, B. Khí hậu giá lạnh, C. Đi lại khó khăn, D. Nghèo tài nguyên. Thì theo các em là nguyên nhân nào đã làm cho mật độ dân số của Hoa Kỳ ở phía Tây của Hoa Kỳ thấp nào? Rồi chúng ta cùng xem câu trả lời nhé. Đó chính là do núi cao hiểm trở và khí hậu khô hạn, chắc chắn rồi đúng không? Rồi câu hỏi thứ 3. Đây là siêu đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ. A. Mexico City, B. New York, C. Washington, D. Los Angeles. Nếu chúng ta theo dõi cái bài giảng khi nãy của cô thì chúng ta còn nhớ cô đã có nhắc đến cái thành phố, cái siêu đô thị lớn nhất, cũng như là nếu chúng ta quan sát cái kỹ cái các cái lược đồ phân bố đô thị của Bắc Mỹ thì chúng ta sẽ nhớ được đô thị có siêu đô thị lớn nhất của Bắc Mỹ là siêu đô thị nào. Các em có câu trả lời chưa? Rồi bây giờ xem đáp án của cô nhé. Đó chính là Mexico City. Đây là cái thành phố có số dân lớn nhất của Bắc Mỹ. Rồi câu hỏi thứ 4. Quá trình đô thị hóa của Bắc Mỹ
điển hình là Hoa Kỳ, gắn liền với A. Sự gia tăng dân số tự nhiên, B. Quá trình công nghiệp hóa, C. Quá trình chuyển dân cư, D. Tất cả các ý trên. Các em đọc và suy nghĩ kỹ câu hỏi nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi câu trả lời. Quá trình đô thị hóa của Bắc Mỹ và đặc biệt là Hoa Kỳ, thì nó quá trình đô thị hóa đó đương nhiên là nó phải gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, đúng không nào? Công nghiệp hóa sẽ làm cho nền kinh tế phát triển, và kinh tế phát triển thì sẽ phát triển đô thị. Đó là cái quy luật mà không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà ở hầu hết tất cả các quốc gia ở trên thế giới đều là như vậy. Rồi, còn bây giờ thì là bài tập yêu cầu về nhà. Về nhà các em sẽ làm cho cô bài tập số 1 ở trong sách giáo khoa trang 118. Và để chuẩn bị tiếp theo cho bài học mới thì cô cũng yêu cầu các em là đọc trước, xem trước bài, trả lời trước những câu hỏi có ở trong bài 38, bài kinh tế của Bắc Mỹ. Như vậy tiết học đến đây là hết. Cô hy vọng là các em đã có một tiết học tương đối là thú vị và hiểu bài. Rồi cô thân ái chào các em, hẹn các em ở tiết học tiếp theo.